Hello, chào mừng cả nhà đã trở lại với Thu Hà nha. Hôm nay thì Thu Hà sẽ giới thiệu cho mọi người những mẫu xe côn tay rất là đẹp ha. Mọi người nhớ là xem hết video nha, để mình sẽ xem được nhiều mẫu đẹp hơn và mình cập nhật luôn cái giá trong tháng 6 này để chúng ta lên kế hoạch mua xe. Bởi vì bên này hiện tại đang có giá là tốt nhất thị trường luôn và trả trước rất là thấp, với thủ tục cực kỳ đơn giản và lãi suất cực kỳ ưu đãi nữa ha, cùng nhiều quà tặng hấp dẫn và đặc biệt là có hỗ trợ tiền xăng xe cho khách ở xa từ 500.000 tới 1.500.000 nha, khi các bạn có liên hệ với Thu Hà đặt lịch trước nha mọi người. Rồi bây giờ chúng ta vào vấn đề chính luôn ha. Đầu tiên Hà muốn giới thiệu cho mọi người một em Satri màu đỏ candy nha. Nhớ giùm Hà, đây là màu 3D nha cả nhà. Tại vì màu jean của em nó thì không có cái màu mà bắt mắt mà đẹp như thế này đâu. Cái em này Hà phải nói luôn á, là cái màu đỏ bán không bao giờ chán luôn, mà nhìn hoài không thấy chán luôn nha cả nhà. Cho dù em nó có độ lên 100.000 lần nữa thì nhìn nó vẫn rất là đẹp. Trong số những cái màu khác, tuy là nó không phải là nổi thật là nổi lắm, nhưng mà cái màu này á, nhìn nó rất là sang trọng và nó đẹp nữa, dễ chạy ha. Xe màu đỏ phối với lại tem đen chữ vàng chữ trắng nè, thêm cặp mâm đỏ nữa, nhìn rất là tông thiệt tông luôn. Và đặc biệt á, là cái màu sơn á, ở bên Hà sẽ hỗ trợ bảo hành cho mình là 1 năm ha. Còn động cơ vẫn có chế độ bảo hành tại cửa hàng là 3 năm hoặc 30.000 km về điều kiện nào tới trước nha. Và kèm theo đó thì đối với cái mẫu xe này á, khi mà các bạn có nhu cầu mua trả góp á, thì trả trước rất là thấp luôn. Ví dụ như là Sachi chính hãng màu này thì tầm khoảng 53 năm và trả trước chỉ tầm khoảng 9-10 triệu là có xe rồi nha cả nhà. Đó là cái màu này là màu 3D. Còn ví dụ như bạn nào thích màu jean, bên Hà vẫn có nha, chứ không phải là không. Thì màu jean chỉ tầm khoảng 51.800.000 và mình trả trước tầm khoảng 8 triệu là có xe. Ở trên xe mọi người có thể thấy là bên Hà có gắn thêm một số phụ kiện, chẳng hạn như là bảng tên nè. Cái này lưu ý giùm Hà vì đây là tư nhân nên là cái bát này có sẵn ha. Còn ví dụ các bạn mua chính hãng á, thì sau khi mình tích hợp xi nhan thì mình sẽ mua thêm cái bát này cũng được nè. Rồi phần phía trước là có viền đồng hồ nè, viền ổ khóa nè, ốc ghi đông với lại nắp bình dầu nữa. Nhìn đi một cục với nhau nhìn rất là đẹp ha. Và lưu ý giùm Hà đây là gương kiểu nha mọi người. Gương này thì bên Hà cũng có bảo hành cho mình á. Gương này nó cũng đỡ bị ố ha mọi người. Nhìn rất là đẹp nha. Đó. Rồi ba ga titan nè, bảo vệ két nước nữa nè. Nói chung á thì cái mẫu xe này được nhập từ Indo về nha, nên là cái động cơ các bạn yên tâm, rất là ít bị lỗi vặt nha, cực kỳ ít luôn. Gần như là hiếm khi phải bảo hành hoặc là bảo trì gì hết á. Xe này thì Hà thấy khách hàng chạy khá là bền ha mọi người. Rồi cái bên Hà có thêm một em màu xanh candy nữa, thì cũng tương tự như màu đỏ này, em nói là màu 3D ha. Và nếu như là 3D dòng tư nhân á, thì tầm khoảng 57 thôi là xi nhan nó nằm trong sẵn như vậy ha. Còn chính hãng thì xi nhan sẽ rời ra ngoài nha mọi người, lưu ý giùm cho Hà. Và đối với màu 3D tư nhân là 57 thì màu jean nó chỉ có 55 thôi. Thì khi các bạn liên hệ với Hà, Hà sẽ tư vấn cho các bạn cái điểm khác nhau giữa hai cái mẫu xe này, cũng như là giá thành chênh lệch như thế nào. Và Hà cũng tư vấn cho phù hợp với điều kiện kinh tế của mỗi người ha. Rồi ở đây Hà lại có thêm một em màu trắng cam lên đồ chơi nữa nè. Em này thì có thể lên cả mâm nữa nha mọi người. Đây là chống độ trước, bên Hà lên thêm mâm 5 cây Racing Boy ha. Rồi màu này cũng là màu độ luôn nha. Tại vì á, màu jean á, thì nó không có cái mẫu tem độc đáo thế này. Cái tem này các bạn có liên tưởng tới xe gì không? Dòng Sonic Nepson mọi người. Lấy cái cảm hứng từ cái mẫu xe đó đó để bên Hà lên cái mẫu tem này. Và thực ra cái mẫu này là bên Hà có khách đặt á, đặt sơn theo yêu cầu á, xong rồi bên Hà thấy đẹp nên là bên Hà lại tiếp tục lên nữa mọi người. Bây giờ thì Hà sẽ qua tiếp một mẫu xe côn tay nữa, giá bình dân hơn, trả trước thấp hơn để cho cả nhà tham khảo ha. Ở đây Hà có mẫu Winner V3 màu xanh xi măng ha. Cái em này á thì bên Hà cũng là sơn 3D luôn, có cả màu xanh cốm mọi người, nhìn rất là đẹp và bắt mắt ha. Như mẫu này thì tầm khoảng 42 triệu đối với bản ABS và 39.500.000 đối với bản CBS. Và nếu mà mua trợ góp thì mình trả trước tầm khoảng 8 triệu với màu này, và nếu bạn CBS thì mình trả trước tầm 6 triệu. Còn đối với màu jean á thì cần trả trước từ 4 triệu trở lên thôi. Nói chung là xe này giá rất là mềm ha mọi người, lưu ý giùm Hà. Dao động từ 37 năm trở lên và trả trước từ 4 triệu trở lên nha. Thủ tục mang theo chứng minh với bằng lái hoặc là chứng minh hộ khẩu cũng được ha. Độ tuổi mua góp là từ đủ 18 và trước khi mua mọi người liên hệ trực tiếp với Hà qua số điện thoại 0937 438 101 thì Hà sẽ gửi thêm mẫu cho mọi người xem và Hà đặt lịch trước cho các bạn để được hỗ trợ tiền xăng xe từ 500.000 đến 1.500.000 nha. Địa chỉ cửa hàng ở Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương. Mong là sau khi xem xong video mọi người đừng quên để lại một nút like và chia sẻ video thật 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 là mạnh vô nha.
để bạn bè người thân các bạn cùng xem được những mẫu xe đẹp và giá hợp lý và lên cửa hàng của Hà sở hữu xe ha. Cảm ơn và hẹn gặp mọi người vào những video lần sau.